Người hướng nội tự ti và người hướng nội tự tin khác nhau chỗ nào? Trong video clip trước, anh có chia sẻ về khái niệm là hướng nội hay hướng ngoại đều có những người tự ti và những người tự tin. Các bạn thể check lại trên đường link ở trên màn hình này nếu các bạn chưa xem video clip đó. Còn trong video clip này, anh sẽ chia sẻ một cái khả năng rất quan trọng để phân biệt một người hướng nội tự ti, không dám thể hiện bản thân của mình, và một người hướng nội rất là tự tin, khi cần vẫn có thể chia sẻ, thể hiện bản thân, và khi cần họ sống thật với con người của mình, chơi một mình, đọc sách, dành thời gian cho bản thân. Điều gì khiến cho hai người đó khác biệt? Nhiều bạn sẽ nghĩ là khả năng hòa đồng. Làm sao để em có thể rèn luyện được việc hòa đồng trong tập thể đây anh? Đó không phải là hòa đồng. Và lời khuyên của anh là đừng nên hòa đồng. Đó không phải là một cái tiêu chí tốt khi mà chúng ta sống trong xã hội, sống trong tập thể. Bởi vì định nghĩa của hòa đồng là gì? Là hòa vào cho giống với người khác. Là một người mình chưa hiểu rõ mình là ai, mình không có được sự tự tin. Và khi đến một đám đông bất kỳ, mình sẽ cần phải quan sát người xung quanh, xem là ở đây người ta ăn nói làm sao, người ta ăn mặc như thế nào, người ta có những thói quen gì. Nên tốt nhất để an toàn, mình phải điều chỉnh bản thân của mình để làm sao cho nó giống với cái môi trường xung quanh đó. Mọi người sẽ không thấy mình kỳ cục, mọi người sẽ không thấy mình khác lạ, vậy sẽ an toàn hơn. Theo kiểu mà dân gian ta hay nói, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Nhưng đó là lúc nếu mà các bạn liên tục làm chuyện đó, mình sẽ đánh mất đi chính mình. Mình sẽ không biết mình là ai hết. Cứ người ta làm vậy mình sẽ làm giống như vậy. Mình thích đọc sách, nhưng mà mọi người kêu là sao con lúc nào ở mình vậy, ra ngoài kia kia bạn bè hăng hái vui vẻ quá chừng kìa. Mình vậy là kỳ lắm hả? Thôi chạy ra chơi với mọi người đi. Và luôn bị cuốn vào đám đông. Thay vì vậy, hãy rèn luyện cho mình một khả năng khác, đó là hòa hợp. Là mình hòa vào. Nghĩa là mình vẫn có khả năng hòa vào một đám đông, hòa vào một tập thể, hòa vào một hoạt động xã hội bình thường. Tuy nhiên, mình hòa vào để tìm cách phối hợp với những người khác. Mình biết điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì để phối hợp với điểm mạnh, điểm yếu của những người khác trong tập thể. Và sau mỗi một cái dịp, một cái việc như vậy, mình sẽ nghiệm lại và xem là cái nơi đó, những con người đó, những hoạt động đó có hợp với con người, với tính cách, với khả năng, với nguyện vọng, với mục tiêu của mình hay không. Và nếu hợp thì mình tiếp tục tham gia, tiếp tục mở rộng những mối quan hệ, tiếp tục làm những việc giống như vậy. Còn nếu không hợp thì thôi, mình tìm một nơi khác. Và đó là một khả năng anh tin là vô cùng quan trọng với hầu hết mọi người, và đặc biệt là dành cho những người hướng nội. Hãy tìm cách để hòa hợp. Trải qua nhiều năm thì đó là một cái mà anh rất rất là băn khoăn. Và cái câu trả lời nó đến với anh rõ ràng nhất cũng trong cái cuốn sách mà anh có giới thiệu với các bạn lần trước, Hướng Nội của Susan Cain. Trong đó có một câu chuyện mà anh cực kỳ ấn tượng về hai ông thầy giáo. Susan có kể về hai ông thầy giáo có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một ông á là rất là sôi nổi, nhiệt tình. Mỗi lần mà ông giảng lên bục giảng á là sinh viên ngồi đầy hết để đăng ký lớp học của ông. Mà thậm chí là tụi nó ngồi ngoài cửa luôn á, đu ngoài cửa để nghe lớp học của ổng. Bởi vì nó vui, sinh động, hăng hái, nhiệt tình lắm. Và ổng rần đẩy năng lượng của mình cho toàn bộ lớp học, sinh viên rất yêu thích lớp học của ổng. Một thầy giáo thứ hai là một người rất là trầm lặng. Đi dạy xong sẽ đi về và ở trong một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, cách rất là xa trường học. Ngôi nhà đó ở chung với vợ của mình, không gian xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Và mỗi ngày trôi qua rất là bình yên, nhẹ nhàng, thoải mái, thư giãn giống như vậy. Và hai ông thầy đó thật ra là một người. Làm sao hai người đó có thể là một được ta? Khi đọc tới khúc đó, anh rất là ngạc nhiên, và đối với anh là như một sự khai sáng. Bởi vì á, từ nhỏ cho tới khi lên tới đại học, anh là một người hướng nội, tự ti, lúc nào cũng rụt rè, lúc nào cũng ở mình, lúc nào cũng không dám ra hòa mình với tập thể. Anh lựa chọn lối sống một mình, lúc nào cũng vậy. Nhưng mà khi mà anh buộc bản thân của mình phải thay đổi, nhiệt tình lên khương, sôi động lên khương, đó là lúc mà ngày nào anh cũng năng lượng rần trong cái công việc, trong cái việc chia sẻ và nói chuyện với mọi người. Anh tách bạch hai thái cực đó ra, mình phải trở thành một người giống như vậy nè.
nhiệt tình và hăng say. Nhưng mà rồi anh đều cảm thấy là nếu mà anh cứ nhiệt tình nói chuyện liên tục cả ngày như vậy, anh cực kỳ mệt. Nhưng mà anh không muốn quay trở về con người ngày xưa của mình, bởi vì anh tin là những lúc mà mình ở một mình là thụ động, những lúc mà mình thư giãn là những lúc không hiệu quả. Và anh bị rất là băn khoăn và mâu thuẫn giữa hai trạng thái này. Thì khi nghe câu chuyện đó, anh mới thực sự cảm thấy là ồ, thật ra là vẫn có thể có một người khi mình học cách tự tin lên hơn rồi. Đặc biệt nếu mình là người hướng nội thì có con người trầm tính, yên lặng, thoải mái, thích những cái gần gũi, đối với mình là điều rất là bình thường. Hãy dành thời gian cho mình để đưa mình vào những trạng thái giống như vậy. Bên cạnh đó, những cái công việc hoạt động yêu cầu nhiều năng lượng hơn thì hãy học cách để bộc lộ bản thân của mình trong những dịp đó. Và hoàn toàn ổn nếu mình mang trong mình cả hai trạng thái. Thì đối với anh, đó là câu chuyện gợi mở được cho anh rất là nhiều những cái băn khoăn mâu thuẫn trong đầu của mình. Và đó là cái khả năng hòa hợp anh nói với các bạn lúc nãy. Khi mà mình đã có khả năng hòa vào rồi, bất cứ đám đông nào, bất cứ dịp nào, bất cứ tập thể nào, mình mới có cái quyền lựa là cái gì hợp với mình, cái gì không hợp với mình. Và các bạn sẽ có khả năng lựa chọn mỗi cái khoảnh khắc, mỗi cái dịp trong cuộc sống của mình, khi nào là khi mình sẽ hết mình, nhiệt tình, khi nào là mình sẽ cho mình một khoảng lặng và ở một mình. Câu chuyện nó mang lại cho anh rất rất là nhiều cảm hứng, bởi vì công việc của anh cũng gần như tương tự như vậy. Anh đi dạy học, anh làm việc trong một công ty về giáo dục và làm việc với rất nhiều những bạn trẻ, là sinh viên, là học sinh, là những người mới đi làm. Và họ có cực kỳ nhiều năng lượng. Và để có thể chia sẻ và dạy trong những lớp học của anh, anh cần phải nhiệt tình, anh cần phải sôi động, anh cần phải làm cho lớp học của mình thoải mái, hài hước, vui vẻ hơn. Và đó là lúc mà anh rèn luyện được cho mình khả năng đó. Nhưng khi sau mỗi lớp học thì anh sẽ thích ở một mình, anh sẽ thích đọc sách, anh sẽ thích ra công viên vào giờ trưa giống như vậy. Và anh lựa chọn cho mình cái kiểu sống mà nó phù hợp với mình nhất. Và anh không cần phải cố hòa đồng với bất cứ ai hết. Ủa, giờ trưa là trong công ty mình phải hòa đồng cho giống mọi người, cùng nhau hẹn nhau đi ăn chứ. Nếu anh thích thì anh đi, nếu không thì anh sẽ say no. Không, mình thích thời gian này ăn một mình. Mình muốn dành thời gian buổi trưa để cho mình, bởi vì chiều mình sẽ còn họp với nhiều người, tối mình còn dạy cho một lớp đông người lắm, nên buổi trưa mình không muốn gặp gỡ ai nữa hết. Anh không cố để hòa đồng, anh học cách để hòa hợp. Và khi mình có thể có khả năng đó rồi, cuộc sống của mình sẽ rất là thoải mái, bình yên theo cách của riêng mình, năng động khi cần và yên tĩnh khi mình muốn. Nên hãy đặt cho mình một tiêu chí là làm sao để có khả năng hòa hợp hơn, bằng cách là các bạn phải hiểu về bản thân của mình để biết là mình hợp với cái gì, và rèn luyện cho mình kỹ năng để hòa mình vào bất cứ nơi đâu. Nên nếu các bạn muốn biết một kỹ năng duy nhất giúp cho anh vượt qua được sự tự ti của một người hướng nội ngay từ khi còn nhỏ, và đó cũng là một kỹ năng mà anh dạy lại cho thời điểm này là hơn 1750 bạn khác nhau, để lấy là sự tự tin và khả năng hòa mình vào bất cứ nơi đâu, các bạn hãy click vào link phía dưới để tìm hiểu thêm cho mình. Ok, còn lại hãy nhớ, hòa đồng là lúc mà mình phải cố thay đổi bản thân của mình, điều chỉnh những cái mà mình không muốn cho giống tất cả những người khác. Còn hòa hợp ngược lại, các bạn không cần điều chỉnh, các bạn cần là chính mình, thể hiện hết tất cả những cái cá tính, điểm mạnh, điểm yếu của riêng bản thân mình bộc lộ ra, và sau đó xem và lựa chọn cái gì là hợp nhất đối với mình. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem một video clip của anh, nhớ nhấn vào nút subscribe phía dưới, bật chế độ thông báo lên, bởi vì mỗi tuần anh sẽ đều đăng lên ít nhất là 2 video clip nói về chuyện giao tiếp, thuyết trình sao cho tự tin hơn, dành riêng cho các bạn.